Con tôi nó về được rồi, tôi mừng chú ơi. Thì vì cha nó mất mới có 3 năm rồi nó chụp nó đi tàu, nó nói con khổ quá ở nhà đây mà không có được, thôi để con đi tàu, đi tàu nước đá nữa, thương xót. 2 3 ngày sau em nghe chồng em nói là vái ở trong tâm, là vái mẹ Nam Hải, vái mẹ Quan Âm, vái ơn trên dữ lắm, vái vái sao mà từ sống mạnh mạnh từ từ cái nhẹ nhẹ lại, rồi từ từ cái dạt 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 vô bờ vậy đó. Nghĩ Đợt này là chỉ chết thôi chứ không có đường nào mà sống ở đây thì quay tôi về. nói thứ nhất là chết rồi chứ không có còn. Chú thấy là ba ba người mà giữa biển khơi đó mà không có nhờ mấy miếng mớp này á thì chết xuống dưới đáy biển lạnh lẽo, tôi mới nói vậy đó. Thì ra trong lòng nghĩ nguyện để gặp xác thôi, còn Dạ, khó nữa chứ đừng nói dạ đúng chi rồi, lúc gặp đó là người bằng xương bằng thịt. trong tâm của em suy nghĩ là chỉ nguyện là gặp xác thôi, chứ nói là em nghĩ là cá nó ăn hết rồi, Dạ đúng. lỡ mà có bệ gì là chỉ cá nó ăn hết rồi, chỉ về nhà là chỉ có lập cái bàn thờ thờ cho có Dạ thôi, đúng chứ đúng em dạ. suy nghĩ là không kiếm được xác đâu, tại vì bão quá lắm, bữa đó mấy ngày đó là bão giông Rồi gió con dữ lắm. gái mẹ con lại giái rồi khoảng là 1 2 giờ trưa này nè, nó rồi nó mới nhớ lại, nó ngồi nó nhớ lại cái số điện thoại của giờ nó mới điện, nó điện nói anh nè, thì nó cũng khóc mà con này cũng khóc rồi mừng quá, rồi nó ôm mẹ con ôm nhau mừng. Cô hết ăn hết ngủ nhưng mà chắc không có đem cái xác con tôi về được. Tôi với cha nó già rồi, nó đi mừng mướn nội tôi đó mấy chú, không có tiền lo thuốc cho con, để mẹ với cha cầm bảo hiểm của mình đi xin thuốc, nói về chứng bệnh của nó về cho nó uống, bốc cái giấy, ủa bốc cái thuốc huyết áp ra, tôi ông phải lo cho nó uống chứ nó không có giấy chứng minh ai cho. Thưa quý cô chú anh chị, thì sau khi nãy giờ hỏi thăm gia đình thì em xúc động nhất là cái chỗ mà người mẹ nói là lãnh thuốc cho con uống, mà cứ nói là lấy bảo hiểm của mình ra mà nói chứng bệnh của con để được lãnh lãnh thuốc về cho con uống chứ không có tiền mà để mua. Thì em thấy cái hoàn cảnh đó là thấy rất là xúc động và thương cho hai anh, thì biết hoàn cảnh của hai anh rất là khó khăn, thì em xin trích cái tiền quỹ của cô Thủy Loan Đào ở bên Mỹ. Con Tài U Minh Thượng Kiên Giang cũng xin chào cô Sáu. Rồi, Em vậy là chào cô chào ba chú nha, cô cũng không nhớ luôn. Cô chào ba chú Dạ ở thưa ngoài. cô, mà cái ngày mà cô mà hay được cái người con mình mà bị chìm ghe gì đó cô, thì lúc đó trong lòng cô như thế nào, cô Thì thể chia sẻ cô chứ? thì nghe vậy là cô nói cô hết ăn hết ngủ nhưng mà chắc không có đem cái xác con tôi về được. Tôi với cha nó già rồi, nó đi mừng mướn nội tôi đó mấy chú, không ăn không ngủ được, hai anh bà già con cái tư riêng hết rồi, chỉ là thằng này ở chung bị mặn mà nó không có vợ con gì hết á. Rồi cô cũng giái gian dữ lắm, rồi khi mà vớt được á cô cũng mừng lắm, báo rồi mấy chị em mình rồi anh em của nó nói gặp rồi con ơi xúm lại, rồi dì nó đồ mua con vịt, rồi cô có con gà bắt mần cúng của quyền ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại. Cái lúc mà khi mà hay tin anh là bị mất tích, người đó bị chìm ghe, thì lúc đó ở nhà cô chắc chỉ có biết khóc thôi hả cô, và Cô nguyện với ơn trên hả cô? dạ cô khóc mà cô gái mà cô nói dầu cho có ăn hay chết đi cũng có đem xương đem thịt về được đâu, mà cô nói con cô á chìm vậy đó không khi nào cha mẹ anh em đi cứu nó được, chỉ là mong Hải Phòng với tàu biển thôi, cô không có ăn được, khi nó về rồi suốt ngày thì em cô có một chén cháo à. Nghiệp cô quá. Cô năm nay cô mấy mươi rồi? Cô 67 rồi, cha nó còn tuổi nó 70 mà hai ông bà lúc lao động được đó, đi làm mướn hoài à, bây giờ già rồi người ta không có mướn nữa, rồi con nó đi mần nuôi mà lúc lúc này dưới biển gặp được rồi hôm nay bệnh hoài mấy chú, không có tiền lo, giấy chứng minh cũng mất mà giấy bảo hiểm cô còn giữ, không có tiền lo thuốc cho con,
để mẹ với cha cầm bảo hiểm của mình đi xin thuốc, nói về chứng bệnh của nó về cho nó uống. Dạ. Bốc cái giấy, bốc cái thuốc huyết áp ra, tôi ông phải lo cho nó uống chứ nó không có giấy chứng minh ai cho. Dạ. Cỡ dạ. Nào cỡ tôi không cho con tôi đi nữa đâu. Sống chết gì, có mẹ có con trên bờ chú. Nghiệp cô quá trời. Chú năm nay mấy mươi tuổi rồi chú? Ông còn tuổi nữa là 70. 70 ha, chú 70 tuổi. Dạ. Thì cô với chú như vậy là được mấy người con? Cô thì được 3 con trai, 2 con gái mà nó tư riêng hết rồi. Dạ. Một số đi bằng mướn, rồi một số thì ở nhà cũng đi văn lứ rồi này kia nọ. Dạ. Thì còn anh ở đây là ở chung với cô ở chung, giờ? Ở chung. Rồi cũng chưa có chịu lập gia đình luôn? Có một lần cũng vài tháng rồi, rồi vợ thấy chắc cũng nghèo khổ quá chú. Dạ. Nó bỏ rồi. Gian dở ha cô? Gian dở rồi không kiếm nữa luôn. Nó con ơi kiếm vợ đi, đặng có đứa con, 2 đứa con dưỡng già, nói mình nghèo, sống còn vất vả kiếm chi mẹ. Ở gia đình ở đây cô có đất ruộng gì không cô? Cô thì trước cũng có đất nhiều lắm, tại cô bệnh mấy trận nặng á, cô bán là lo bệnh thì cô mới sống tới giờ đó. Dạ. Bây giờ thì cô còn được hai về nhà ở với khóm rồi luôn 2-3 công. Dạ. Rồi ở cha nó có công thì người ta cho được cái nhà. Dạ. Cũng như là chú cũng hồi trước là chú hoạt động cách mạng. Rồi. Ha, mười mấy hai 30 năm gì đặng. Dạ. Bây giờ cô là cũng mong nhờ cộng đồng mạng ba chú này cũng giúp đỡ cho gia đình cô, cho tiền nên cô mua thuốc cho con cô uống. Nó mịn gì rồi sao nó mặn mướn nuôi cô chú được. Dạ. Thì bây giờ anh mất tiêu cái bảo hiểm, đâu có bảo hiểm mà. Bảo hiểm cô còn giữ còn mà căn cước. Tại vì nó đi bảo hiểm cô còn giữ. Dạ. Dạ cái đó thì mình liên hệ với bên cái công an mà chỗ gần xã mình nè. Mình nói báo mất rồi mình xin lập lại. Có cho hay rồi nó nói. Mà cái thằng bác sĩ nó làm cái nhiệm vụ riêng của nó. Dạ. Ừ. Cái khoa nào theo khoa nấy à, nói nó cũng không tin đâu. Dạ. Rồi cô mới nói với chú gì đó, thôi ông lấy bảo hiểm ông, tôi lấy bảo hiểm tôi. Đi xin nói về chứng bệnh của con. Bóc thuốc áp ra cho con uống, không có tiền. Là cô với chú lấy cái bảo hiểm đi lãnh thuốc. Lãnh thuốc rồi nói cho mình. Rồi thuốc huyết áp ra để cho con của cô uống. Nói đau cổ. Nói mà không hiểu là có nghĩa là cái bảo hiểm của cô với chú là lãnh thuốc cho cô với chú, nhưng mà nói cái chứng bệnh của người con ra. À, nói cái bệnh. Để lấy để cái thuốc đó, đó là về cho con uống. Tức là cô không có tiền mua thuốc cho đúng rồi, đúng rồi. Cho là cô lấy cái bảo chú hiểm. Chú ơi, bằng đêm á coi cái thuốc mà nó quảng cáo mà thứ gì đau khớp, đau xương, đau cổ, nó coi hoài mà đi qua chợ có 200 ngàn mà nó nói cái đó tới 400 gửi, 600 gửi, thành ra cô mua con 120 vậy cho con uống. Không có dối tới cái đó nổi. Dạ. Thì nhà thường vậy anh đi làm thì chắc cũng mỗi tháng gửi tiền về cho cô chú hả? À, gửi về. Anh bao lâu anh mới về nhà một lần? Đi có khi một tháng, tháng rồi gửi, không có về nhà, gửi về. Trung bình vì một tháng như vậy thì anh đi ghe đó là thu nhập trung bình cỡ bao nhiêu tiền? Một tháng à? Một tháng thì kiếm chắc được 7-8 triệu. 7-8 triệu. Ừ. Có nghĩa là cái tiền đó còn nguyên. Ừ. Ăn uống đồ này kia là chủ ghe lo hết ha? Lo hết còn nguyên. Dạ. Tức là mình lên khi mình đi ghe đánh đá, mình qua bên cái Hòn Sơn đó, mình bán lẻ luôn á. Ba anh em tự bán hả? À, mình bán khi tâm mua lẻ, rồi cái xe ghe cào. Dạ. À. Dạ, ba anh em cứ xây vòng nhau làm thôi, không rồi. Có chủ gì hết. Không. Tự mình làm rồi làm xong rồi mình cũng đem tiền về cho chủ thôi. À, chủ giao mà, là, giao cho đi. Tụi anh cũng đủ cái tin tưởng, người chủ mới giao lại toàn bộ cho tụi anh hết á. Đúng rồi. Được sự tin tưởng. Tin tưởng. Chứ người là ai rồi mà đâu mà dám giao vậy. Đúng rồi. Giao ghe, giao cổ, tiền bạc rồi đi. Khi mà sóng gió nổi lên quá thì ghe mình tấp vô hòn để mà tránh. Ừ. Còn giống như mình thấy sóng mà mình chấp nhận được thì mình cứ chạy ra ngoài tiếp tục chạy bình thường. Bởi vì nhắm thấy chạy được cái chạy cái thôi là vô hòn là lâu lắm. Dạ. Thấy chạy được. Chạy vô hòn nữa nó tốn dầu lắm. Ra ngoài thì chạy ra khơi thì chỉ có bỏ neo và chịu trận thôi chứ. Rồi, nếu không phá nước thì mình vẫn chạy đi được, mà ngập ra rồi đâu có vô hòn kịp, phá nước rồi đâu có chạy kịp.
Cái lúc mà cái ghe anh phá nước là cách hòn khoảng bao xa? Đúng rồi, còn thấy hòn gì chứ, mình vừa thấy gì chứ, nó xa cả mười mấy cây số có. Mình vừa thấy thôi chứ, gần chứ xa mình lắm. Mình thấy gần chứ xa à, lắm, xa chạy lắm. Hoài không thấy tới chứ không phải chơi đâu. Như đầu hòn này qua hòn kia mình thấy sát gì đó mà chạy khỏi hòn đó lâu lắm. Giờ đơn giản thôi, giờ mình ra chỗ mấy biển của Thành ơi, cho giá đi, dồn ra cái hòn tre đi. Đó. Thấy giờ gần lắm. Cái bên chạy hoài, bên chạy 40 phút, 50 phút đó chứ không phải chơi đâu. Mà chạy hoài không thấy tới. Mình chạy không tới, rất là xa đó. Tại vì mấy cái hòn nó rất bự. Bự. Những xa mình dồn thấy cảm giác gần thiệt nhưng mà chạy hoài chạy không tới. Bây giờ thì anh á là lao động chính trong gia đình, cha mẹ thì cũng lớn tuổi rồi. Rồi bây giờ về đây á thì công an việc làm nó không có điều không có ổn định. Thêm người qua vụ này thì sức khỏe bây giờ là sức khỏe anh giảm nè, bệnh bây giờ không có tiền để mà chữa bệnh. Bây giờ mần đâu có nổi đâu, cũng sống gì mà lâu nữa còn đau. Rồi dai đầu nó nhức cái xương á. Hồi đó giờ mình có bị gì không? Hồi lúc không có bị, nếu bị mình đâu có đi làm nước đá nổi. Khi giờ chìm cái rồi, cái tàu mà tới giờ mình sức khỏe mình bị giảm đi giảm trầm trọng ha. Bây giờ đang gặp khó khăn là không có tiền mà để mua thuốc để mà uống cho nó đỡ bệnh nữa. Rồi cô phải lấy bảo hiểm của cô ra ngoài bệnh viện nói là cái bệnh của anh rồi cô mua thuốc lấy thuốc đó cho anh. Rồi khi đó là bác sĩ hỏi tuổi nhiều tuổi thì sao? Nó có mua cho cô mà. Cô mua cho cô. Cô xin thuốc cho cô mà. Cô tuổi cô. Tuổi cô với tuổi này cũng như nhau thôi. Rồi cô ký tên luôn. Rồi. Dạ. Rồi không, ý hỏi là nhiều khi ba bác sĩ hỏi cái tuổi á. Hỏi tuổi cho cô. Cô thì lúc đó bảo hiểm nhìn nó 60 mà cái người này thì mới có. Không. Cô nói là cô đâu có nói là cho anh trong mình của cô. Bệnh trong mình của cô mà nói ngay bệnh này. Bệnh là bệnh của con trai. Ý em hiểu nhưng mà ý cái chỗ là nói là thuốc cộng theo độ tuổi nữa, là nó nghiêng nữa. Ví dụ người lớn tuổi là 60 tuổi uống thuốc huyết áp khác. Còn cái người 40 tuổi uống thuốc huyết áp khác. Nhưng mà cô nói là phần qua cái bệnh này nè. Còn cổ ý là nó nói với cô nó ngước theo đường sống nè. Khớp cổ nó bị dữ lắm. Dạ, cứ ngước khi mà sống anh cứ ngước theo hoài vậy anh. Tóc cổ lên. Thì đừng cho nước sợ, vô. Sợ nước nó vô nó sặc mình đấy ha. Nước tóc cổ rồi đó. Dạ. Mà tới sống ấy thì mình đưa xuống vậy bình thường. Còn như nào sống tới lùi tới mình ngóc đầu lên. Tại vì tới ba một ngày rưỡi tới 36 tiếng đồng hồ không có chỉ chịu đựng nó trong cái miếng mốp đó thôi, như cỡ nào rồi đâu có nằm dựa dẫm đầu đâu được đâu mà chỉnh cái là mình ruột miếng mốp ra là như là xong ruộng luôn. Cho nên là cố gắng cỡ nào cũng phải kìm miếng đó lại cho nên rất là mỏi. Nó gời chứ nó đâu có liền đâu, phải nó liền cách được rồi câu vậy nó sống nó đánh cái nó giật ra rồi tay mình động vô hoài này đẩy cho nó cao lên. Nó sức ra rồi nắm chịu đó rồi đầu nâng vô ba người rị cho nó nâng vô nữa ngập lại đó. Ngày một đêm thì nó lên trên biển ngập hoài luôn vậy đó. Nó đói nó khát nữa. Cái tay là không có không được. Nó quánh cái này nó giật cái này văng miếng kia nó hụt ra chút xíu cái độn vô qua bụng lại. Ba người làm hoài vậy không có không. Cô ơi, lúc mà cô nghe tin mà con mình đó là an toàn đó là lúc đó cảm giác cô như thế nào cô? Cô mừng dữ lắm luôn rồi đó, cũng như cô nói ông ơi thôi hay tin đó người ta cứu được rồi. Thôi bây giờ cũng như là 10 phần mà còn có một hà. Mà giờ chắc kiếp trước á ba đứa này khó tu hay sao á nó mới sống được ông ơi. Lỡ mà nó có chìm đi không có thấy thịt thấy xương nó được đâu. Rồi ông bà ngủ không được, đi tới đi lui thức hoài luôn. Tới chừng con gặp con về rồi mấy bữa con ngủ không được. Cô tưởng tượng gì hoài đó. Cô nói ông ơi tôi tưởng tượng hoài tôi ngủ không được. Chỉ là cô với ổng với nó à. Mà trong khi bão vùng nó đợi đi cô cũng không cho. Cô nói con ơi ở nhà mần ở gần nhà đi. Đừng có đi xa ngoài biển mẹ sợ lắm. Nó nói để con đi coi đi trước lâu năm lắm rồi. Không có bị sự cố xảy ra. Rồi sau này mới đi được 2-3 chuyến gì đó. Mới gặp sự cố xảy ra đó. Cô ơi, hồi lúc mà cô nghe tin là con trai của cô mà bị mất tích mà cái người chủ tàu mà cho cô hay đó rồi cô cho trong lòng cô sao, cô có đi kiếm gì không? Cô nói mình cũng kiếm không được đâu, lớn tuổi rồi tiền bạc không có trong mình nữa, cô kiếm không có được. Dạ lúc đó là cũng cô hay nói, vẫn hay phải không? Vẫn hay rồi, đi qua đây thông tin nè, đi qua cháu dâu nè.
Rồi cô mới nói bây giờ thì cô nói bây giờ thì trời Phật là cho Hải Phòng công an với tàu biển thì gặp cứu vớt con cô thôi, chứ chắc cha mẹ với anh em dòng họ không cứu ba đứa này được. Dạ. Cô là nói về rồi mà cô tưởng tượng hoài đó. Cô ngủ không được. Cô thấy cũng như là chết hụt rồi đó. Dạ, vậy chứ nghe tin mà con trai ở ngoài biển mà giờ ghe tàu tìm kiếm một ngày mấy mà không có gặp con mà mình là người cha người mẹ ở nhà làm sao mà không lo lắng được. Rồi tới con tôi về tôi chạy đi mượn. Nghe tin nó gần về tới tôi chạy mượn 500 ngàn. Dạ. Vì Út nó đem lại con vịt. Dạ. Tôi có gà với ghế Út qua thăm mua cục thịt heo đó. Rồi làm ra cúng kiến mời mấy anh em dòng họ ở gần với mấy dì đó. Dạ. Mở đồ. Anh em đồ lợi ăn cháo chơi mừng quá trời mừng rồi. Dạ. Tốn nhiêu thì tốn. Mượn tiền ai thì qua rồi gắn trả chứ. Tốn bao nhiêu cũng được. Gặp con được là mừng lắm. Mà chú coi trong gia đình á thì nó là mần dây chính trong nhà đó. Trước cô còn trẻ cô với ổng đi bên Phú Quốc mần. Yeah. Nó ở nhà coi nhà cũng làm mướn nuôi vịt nuôi gà. Cô với ổng qua bển tứ cây xanh rồi mần. Yeah. Gần 2 năm mà cô sinh hai đầu gối mới quay về. Nó nói thôi mẹ ơi mẹ về đi. Mẹ coi nhà đi nấu cơm để cho con ăn. Con đi mần cho, rồi cô xin hai đầu gối hết chưa được 2 năm là cô về. Yeah. Cô về rồi cái ở nhà nó cũng giỏi lắm. Yeah. Nó nuôi vịt, mua 50 con vịt nuôi rồi làm cực khổ dữ lắm luôn. Rồi đi mần mướn về không có cơm ăn luôn. Yeah. Rồi cô về. Quá khổ. Rồi nhà nước á, thì có cho hồi năm 2018 nó có cho ổng tiền cất nhà. Với yeah. mấy đứa con mình bằng mướn ở ngoài đó. Yeah. Nó cho vô ít các cái nhà cũng hơn 100 triệu. Yeah. Có che mưa che nắng được chứ không có đua đòi theo người ta. Yeah. Làm rồi nó vậy đó, nhà nước ổng ở trong cụ chiến binh đó. Yeah. Rồi vậy mấy ngày nay là biết con về là mừng rồi hả cô ha? Mừng dữ lắm luôn. Bây giờ yeah. nghèo thiệt chứ ai cho là mấy cây vàng cũng không mừng bằng gặp con chú. Dạ. Yeah. Như là biết kỳ ốc, như là biết con chết rồi đó, nhưng mà nó sống lại. Sống lại đó, nó yeah. là nó chết rồi đó, nó sống lại đó. Dạ. Cho nghèo thiệt. Mà bây giờ ai cho mấy cây cũng không ham hết. Dạ. Yêu cầu gặp con là quý rồi. Dạ. Rồi giờ con cũng xin cảm ơn cô nha cô. Em cũng cảm ơn anh nha. Cô dạ, cảm ơn ba anh. Chú. Dạ, dạ. Con tôi nó về được rồi, tôi mừng chú ơi. Đi về cha nó mất, mới có 3 năm. Rồi nó chụp nó đi tàu nữa, nói con khổ quá, ở nhà đây mận không có được. Thôi để con đi tàu nước đá đó. Tại vì mình không có cái nghề nghiệp ổn định, thì ở dưới quê làm thì cũng theo vụ theo mùa, chứ đâu có thu nhập mà ổn định được đâu. Đi làm ngoài đó thì công việc nó cũng được lương tháng đồ này kia thì cũng ổn định hơn. Yeah. Nhưng mà có cái là nó rủi ro, nó nguy hiểm hơn. Chị mà tới bây giờ chắc chị cảm giác chị còn chưa có hết bừng nữa phải không chị? Dạ. Yeah. Vừa nghĩ nhiều khi nghĩ lại cái lúc đó cũng còn sợ, nhưng mà nghĩ lại may mắn trời Phật thương về nhà được em cũng mừng, em mừng hoài. Nhiều yeah. khi nằm suy nghĩ lại em khóc, cũng còn khóc. Sợ em nói nếu như lúc đó mà chồng em mất rồi em không biết hai đứa con em sao luôn. Mồ côi rồi khổ nữa, em không biết làm sao. Mình không có việc làm ổn định, dạ. không có thu nhập rồi đi nuôi hai đứa con nữa. Dạ. Cái cảm giác mà nằm đang gầu lo mà tự nhiên cái điện thoại tới mà nghe nó anh nè cái trời trời cái cảm giác nó như là nó đứng chết đi sống lại. Em nhảy lên luôn mà. Em nghe nói anh nè là em nhảy lên cái tưng lên cái gọi rồi em chỉ biết khóc thôi. Chứ em không còn biết gì nữa hết. Lúc nha. Dạ. Nó bò ra đây nó nói mẹ ơi mẹ. Anh nè mất tích rồi là cỡ đó là cô không còn biết gì chứ. Dạ. Buông nha, buông đồ xuống không còn. Bò cơ mà. Cho rụng gầy hết hả cô? Ông chủ tàu điện cho em nói cho hay là nói là mất tích rồi hôm giờ kiếm không gặp, là em chỉ nè nói một câu là tại sao hôm giờ ông không nói với tôi,
Không, mới nói là tao sợ mày lo. Nói lo bây giờ ông không nói, hôm giờ con cũng hồi họp hồi họp con lo, bây giờ ông cho hay là em buông điện thoại xuống, em con không biết gì luôn, em ngồi trong mùng mà biết bao lâu luôn đó, em mới bò ra tới ngoài được, em cho mẹ hay. Em gung tay gung chân, con gái của em nó đang ngủ mà nó nghe được rồi, nó bật dậy nó hỏi cha làm sao, em không nói được luôn, rồi nó chỉ khóc không, nó bò ra ngoài đi là nó khóc không luôn. Người tới hay tin nó được gì rồi, chú thấy hai mẹ con đâu có ăn cơm hai ngày luôn, nó mừng, vừa mừng mà vừa sợ. Vừa mừng vừa sợ, rồi nghe chú thấy hai ngày mà sao không nói, không có đói bụng nói gì hết trơn. Mấy đứa này là mẹ ơi gắng ăn à, không nói thôi mừng quá rồi. Mình mừng quá mừng. Mừng quá dạ. Mừng rồi, xúc động chú ơi. Dạ. Mình là mẹ mà nghe con mất tính, đã nghe con mất tích là đã mình buồn mình giàu rồi, mà nghe con trở về một cái còn cái gì để diễn tả được đâu. Nói tôi nói giờ cho một thúng vàng tôi không ăn mà con tôi trở về rồi là tôi mừng, là nói thiệt không biết chừng nào mà tôi. Cái anh đi chung đó là mấy hôm nay ảnh có đi vô đây không chị? Dạ không, có đi bữa chung với chồng của chị đó. Dạ bữa hổm lúc mà mới đó ảnh có vô nhưng mà mấy ngày nay ảnh không biết là mãi làm gì mà không có vô nữa. Ảnh cũng bị lỡ lét rồi như chồng chị với anh. Dạ có, dạ cũng lỡ gan, như ba vậy. Ba người cũng y gan nhau dạ, vậy ha. Cũng lỡ người hết trơn vậy đó. Mà nhìn thấy bơ thờ lắm chú ơi, thấy bơ thờ bị người kia người ta mập hơn. Dạ. Thấy cũng bơ thờ như mất hồn mất vía, hỏi tới đâu thì trả lời tới đó đó nghe, rồi không hỏi gì thôi. Dạ đúng chứ rồi. Không phải như hồi lúc trước vô nói chuyện đồ ha. Dạ. Tại vì đâu có nghĩ là sống sót lúc đó, đầu óc suy nghĩ dạ, cái này kia rồi. Chồng em về rồi là một đêm đó, mấy ngày đó em hỏi là chỉ lắc đầu thôi. Người ta lại thăm này kia, người ta hỏi là chỉ ngồi hỏi tới đâu thì nói nhẹ tới đó, chứ không có kể như là gành như là bây giờ. Dạ. Nhưng hỏi tới đâu thì trả lời nhẹ thôi, chứ không có nói nhanh nhẹn như là bình thường. Làm như là tinh thần nó hoảng loạn quá rồi, dạ, không rồi. Còn nhớ gì. Chứ không định lại ha. Khi mà anh về tới đây rồi chắc anh cũng khóc luôn. Khóc, về bước ở dưới vỏ gấu gian người ta về đây đó là bước dưới vỏ, bước lên trên này em bước xuống à. Chỉ đứng là khóc thôi, chứ không có hai đứa nhỏ chạy ra ôm cha nó mà chỉ biết khóc thôi. Lúc mà ảnh điện ở Cà Mau sao mình không chạy ra Cà Mau mình đón ảnh về? Cũng như em cũng không biết đường đi, với lại kinh tế nhà cũng khó khăn, thêm hai đứa nhỏ nữa cho nên em không có đi được. Em nghe tin vậy là em quá trời mừng này. Giả lại như ở ngoại á, người ta biết bệnh vậy rồi người ta chỉ điện cho chủ tàu. Chủ tàu phải đi ông ấy làm giấy tờ gì đó rồi người ta mới cho rước. Dạ. Chủ tàu mới cho rước về, bảo lãnh về, chứ còn người thân cũng không có bảo lãnh về được. Dạ. Cho nên em chỉ điện hỏi thăm thường thường vậy thôi, chứ em không có ra, không có ra được. Hồi trước giờ thì nó ngay mình cũng ít có đi đứng đi xa. Dạ, em cũng không có đi. Không có gành đường dạ. Em không có gành đường, cho nên với lại nếu như mà em mà gành đường là em đi với ông chủ tàu rồi, em ra ông chủ tàu em đi với ổng rồi. Dạ. Nhưng tại vì ở nhà cũng nôn nóng quá trời. Đúng đó. Rồi, trời ơi, không có ngồi yên được anh. Mà. Thì điện ra ông chủ tàu ông nói mày không có gành đường đâu, để ổng đi ngoài ông bảo lãnh cho, chứ vợ con ra ngoài cũng không bảo lãnh được. Tại vì ghe cổ này kia ổng trình ra ngoài lấy giấy tờ là của ổng không à. Dạ. Mình không có ra đó mình làm giấy tờ, mình không có bảo lãnh mấy người này về được đâu. Cho nên ổng ra ngoài ông bảo lãnh. Mà cũng ngộ ha, cho như vậy thì cũng thứ nhất là cũng cách Hồng Sơn mấy cây số. Dạ. Mà cũng có ghe đồ đi, ông chủ tàu mướn cả chục chiếc ghe để đi kiếm ba anh này. Dạ. Mà không có gặp gì trơn, rồi tới trôi tới dạt vô bờ rồi tự đi lên luôn à. Công nhận thiệt, phải có là một cái phép màu gì đó thiệt. Tự được kháng sinh luôn thiệt. Em về em nghe 2-3 ngày sau em nghe chồng em nói là giái ở trong tâm là giái mẹ Nam Hải, giái mẹ Quan Âm, giái gì ơn trên dữ lắm, giấy sao mà từ sống mạnh từ từ cái nhẹ lại rồi từ từ cái dạt vô bờ vậy đó. Chú thấy tôi làm như trời Phật cũng đưa đẩy vô ơi, độ cho con mình có ai cứu vớt đưa được vô bờ, nó còn vợ còn con. Chú có cô với em có nhà có giấy gì không? Giấy dạ đúng ngàn giấy con em á cũng giấy ăn tương, rồi con gái của em á nó cũng giấy ăn tương cho cha nó mới ăn vừa hết khoảng cách nay 3 ngày. Yeah. Nó vừa ăn mới hết. Yeah. À, chú thấy lại giái mẹ con lại giái rồi khoảng là 1-2 giờ trưa này nè. Yeah. Nó mới nhớ lại.
nó ngồi nó nhớ là cái số điện thoại của giờ nó mới điện. Dạ. Nó điện nói anh nè, thì nó cũng khóc, mà con này cũng khóc rồi mừng quá, thôi nó ôm mẹ con ôm nhau mừng, vừa mừng mà vừa tuổi chú ơi. Thì lúc đó thì bắt đầu là mình mừng, mình khóc rồi mình trông đợi. Dạ, đang gặp ảnh về đây. Dạ. Trong từng giờ từng phút luôn, trông hoài luôn. Rồi nó cũng có điện thoại, nó điện ông chủ đó. Dạ. Điện hỏi thăm rồi nói còn ở xuống nhà hồi nặng cho người ta khám cái gì đó, rồi kiểm tra sức khỏe cô. Rồi đó tôi cũng không biết, rồi đó nó cũng điện trực tiếp ông chủ á. Dạ. Nói là về tới sân nhà rồi khám rồi đàng hoàng mới về nhà ông chủ mới đưa lên xe cho về đây. Rồi chú thấy cỡ 2 giờ mới về tới đây. Về tới đây thì chắc cả xóm này bà con ở đây. Dạ. Là đi lại để mà lại trong hết rồi, lại hết rồi đó, ai cũng trong hết trơn hả cô. Mấy gì, mấy cô, mấy chú, mấy cậu gì ta nói ở xóm ghiền lại cứng ngắt nhà mừng ôm nó khóc dữ lắm luôn. Dạ. Nghĩ đợt này là chỉ chết thôi chứ không có đường nào mà sống ở đây thì quay về. Thì nói thứ nhất là chết rồi chứ không có còn. Chú thấy là ba người mà giữa biển khơi đó mà không có nhờ mấy miếng mớp này á thì chết xuống như đáy biển lạnh lẽo, tôi mới nói gì đó. Dạ. Chứ phần cũng có ghe để tìm kiếm mà không gặp. Dạ. Rất nhiều ghe để tìm kiếm ba cái anh mất tích này. Dạ. Thật ra nếu mà cái người mà đi ghe đi biển mà bị chìm thì cái người nhà thiệt ra trong lòng nghĩ nguyện để gặp xác thôi, còn có nữa chứ đừng. Dạ đúng rồi. Lúc đó là người bằng xương bằng thịt. Trong tâm của em suy nghĩ là chỉ nguyện là gặp xác thôi chứ nói là em nghĩ là cá nó ăn hết rồi. Dạ đúng. Lỡ mà có bề gì là chỉ cá nó ăn hết rồi, chỉ về nhà là chỉ có lập cái bàn thờ cho có. Dạ, rồi đúng, chứ đúng, dạ. Em suy nghĩ là không kiếm được xác đâu, tại vì bão quá lắm, bữa đó mấy ngày đó là bão giông gió dữ lắm, liên tiếp bão. Dạ. Số 1. Dạ. Có thể là mà như... không ngưng, chú thấy cái mưa. Dạ, là không ngưng. Dạ, luôn á thầy. Dạ, tới là cơn lốc tới luôn đó. Ừ. Lúc đó là cơn lốc tới luôn, lúc sáng làm ổng gà sập huyện Hòa Âu nè. Dạ. Bên cái chỗ thị liễu đó sập nhà nhiều căn lắm, cây ngã cũng nhiều lắm á. Minh rồi Vĩnh Thuận rồi đều bị hết. Anh chị thì chồng của chị cũng được ân trên gia hộ, từ đấy vì sao mình cố gắng sống tốt hơn nữa, có nghĩa là mình đã tốt rồi mình mới được như vậy. Yeah. Ví dụ như mình có của thì mình góp của, hoặc là mình không có của thì mình góp công, như vậy thì cũng rất là tốt luôn. Thôi chị em cảm ơn chị với cô. À. Dạ, để, cũng mà... cảm ơn chú Tài với. Dạ. Chú Hậu Giang. Dạ. Với chú Út. Dạ. Dạ. Cũng. Dạ. Nhờ mấy chú là cũng lên cộng đồng mạng giúp đỡ cho vợ chồng của con của tôi. Dạ, dạ, dạ. Con chào cô, em chào chị. Dạ, chào cô. Dạ. Chào chị luôn. Dạ, dạ. Thưa quý cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị có xem qua video này, cảm thấy video mà thương xót cho gia đình, cũng giống như là ba người anh mà rớt ở dưới biển khơi mà hiện nay là còn được sống sót, thì hoàn cảnh cũng hết sức là đặc biệt khó khăn, thì có ủng hộ cho gia đình thì xin gửi qua số tài khoản của em và số điện thoại em ghi trong bình luận đó, thì em sẽ chuyển đến gia đình. Anh vô e này bà con. Thưa quý cô chú anh chị, thì đây nè, để em từ từ em bước vào trong nhà của anh Goe. Thì ảnh không may là rớt xuống biển là một ngày một đêm với cô chú anh chị. Đầu tiên bước vô thì thấy anh cũng có thờ mẹ Phật Quan Âm. Cũng giống như cái ước nguyện của anh hồi nãy là anh cũng đã có giấy là mẹ Quan Âm là để cho anh mà nếu mà sống sót. Sống sót á. Dạ, sống sót thì anh trở về đây anh cũng tạ lễ. Kế bên là Phật Thích Ca. Thì cô chú anh chị nhà cũng không có gì chưa. Miếng này là miếng cao su để làm cái ngăn ngang cái phòng. Bên đây là cái trong này là chỗ ngủ của chú anh chị. Thưa anh Sơn và anh Goe, thì hôm nay chúng em đến đây chia sẻ những cái câu chuyện mà kỳ diệu sống sót của ba anh khi mà chìm chiếc ghe ngoài biển khơi. Và kỳ diệu sống sót như vậy thì hôm nay chúng em đến cũng đại diện cho Quý Mạnh Thường Quân. Kênh của Hậu Giang thì đại diện cho Quý Mạnh Thường Quân là
anh Trường Võ, cũng là một YouTuber ở bên Mỹ, gửi cho anh là 500. Giờ gửi cho anh Gue là 500 hả anh? Dạ. Vậy thì em gửi 1 triệu cho hai anh. Dạ. Thưa quý cô chú anh chị, thì sau khi nãy giờ hỏi thăm gia đình thì em xúc động nhất là cái chỗ mà người mẹ nói là lãnh thuốc cho con uống, mà cứ nói là lấy bảo hiểm của mình ra mà nói chứng bệnh của con để được lãnh thuốc về cho con uống chứ không có tiền mà để mua. Thì em thấy cái hoàn cảnh đó là thấy rất là xúc động và thương cho hai anh. Thì biết hoàn cảnh của hai anh rất là khó khăn, thì em xin trích cái tiền quỹ của cô Thủy Loan Đào ở bên Mỹ gửi tặng cho gia đình mình mỗi người là 500. Thì bây giờ em xin gửi tặng cho anh Guê trước. Dạ, anh cảm ơn. Dạ, dạ. Rồi em gửi tặng cho anh Nguyên ha. Cảm ơn. Dạ, rồi em cảm ơn. Hai anh có muốn nói điều gì không? Dạ, em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Cũng giúp đỡ cho em cũng trong lúc khó khăn. Dạ. Em xin cảm ơn. Dạ, dạ. Thì thưa cô, là con đã thấy cái hoàn cảnh của gia đình của mà hai anh mà không may là đi biển mà bị chìm ghe cô. Thì gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì con xin trích 1 triệu để gửi tặng cho hai anh là mỗi người 500. Thì con xin cảm ơn cô rất là nhiều. Hậu Giang của tôi cũng đại diện cho gia đình gửi lời cảm ơn đến bạn Trường Võ, là một YouTuber ở bên Mỹ. Cảm ơn bạn rất nhiều đã gửi số tiền để ủng hộ cho hai anh em ở đây. Hoàn cảnh gia đình ở đây cũng rất là đặc biệt khó khăn. Thưa quý cô chú anh chị, thưa quý cô chú anh chị, Hậu Giang quê tôi, ngủ cái nơi thường. Em tại U Minh Thượng, Kiên Giang. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và luôn chia sẻ cho đồng hành. Dạ.